Dù các cơ quan địa phương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng nhiều cán bộ công chức viên chức vẫn quyết định rời cơ quan nhà nước. Trước thực trạng trên, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành tìm nguyên nhân và tham mưu giải pháp khắc phục. Trước mắt, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế làm rõ nguyên nhân để đề xuất giải pháp, tham mưu hoàn thiện chính sách, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về phía mình, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện chính sách cải cách tiền lương phù hợp, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công, hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, sáng nay theo kế hoạch tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi. Trước đó, trong tờ trình gửi Quốc hội, Chính phủ đã xin ý kiến về 5 vấn đề lớn liên quan dự án luật đất đai. Đó là về cơ chế tự thỏa thuận, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, các trường hợp nhà nước thu hồi đất, mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nông nghiệp, của hộ gia đình, cá nhân, bổ sung quy định về cho phép chuyển nhượng, thế chấp, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. Buổi chiều cùng ngày, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát không để bùng dịch sau Việt Nam sau khi Việt Nam ghi nhận 6 trường hợp tử vong do virus adeno. Bộ yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do virus adeno, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan diện rộng. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu, hạn chế mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Bộ Y tế yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương rà soát, phân tích dịch tễ học các trường hợp mắc tử vong do virus adeno tại bệnh viện này, kịp thời đề xuất các giải pháp phòng chống. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến giữa tháng 9 này đã phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus adeno, trong đó có 6 bệnh nhân đã tử vong. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố về việc mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương để cung ứng đủ thuốc cho tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến trạm y tế. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nguyên nhân làm cho người dân không đến khám chữa bệnh tại trạm y tế là ở đây không có đủ các loại thuốc thông thường và cần thiết. Nếu so với danh mục thuốc tại bệnh viện tuyến huyện thì trạm y tế đang thiếu nhiều loại thuốc, trong đó có 41 loại thuốc được Hội đồng chuyên môn Sở Y tế đánh giá là rất cần thiết như thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản. Số thuốc dự kiến mở rộng bao gồm 308 thuốc. Nếu được duyệt, các loại thuốc này sẽ đấu thầu tập trung vào quý 1 năm sau do Bệnh viện Hùng Vương thực hiện. Thưa quý vị, 7 người đã được cứu thoát trong vụ cháy xảy ra tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy lúc 20 giờ 30 phút tối qua xuất phát từ tầng trệt. Khi đó có 7 nhân viên thẩm mỹ viện kẹt bên trong, vừa kêu cứu vừa chạy lên sân thượng. Một người leo qua tiệm vàng bên cạnh để thoát thân. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 5 đã kịp thời tới dập lửa, phải dùng máy cắt thủy lực phá cửa, dùng xe thang để giải cứu mọi người. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản tại cơ sở này bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, lửa xuất phát từ khu vực motor cửa cuốn của thẩm mỹ viện. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Ngày 21 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 200 triệu đô la Mỹ dành cho Mexico và Trung Mỹ nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư. Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken khẳng định gói viện trợ sẽ hỗ trợ và bảo vệ người tị nạn, người xin tị nạn, người di cư trong nước, người không quốc tịch và người di cư thuộc các nhóm dễ tổn thương. Viện trợ sẽ được phân bổ thông qua các tổ chức phi chính phủ và quốc tế. Như vậy, viện trợ nhân đạo của Mỹ dành cho Mexico và Trung Mỹ đã vượt 594 triệu đô la Mỹ kể từ năm 2018. Trung Mỹ và Mexico là các quốc gia có hàng trăm nghìn người di cư trái phép cũng như điểm quá cảnh của người di cư ở nhiều quốc gia trên thế giới để tìm đường đến Mỹ. Trong khi mỗi năm có hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích trong hành trình di cư trái phép ở khu vực Trung Mỹ. Ngày 21 tháng 9, trả lời phỏng vấn báo chí, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ được hoàn thành bất kể thời gian diễn ra trong bao lâu. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, với việc phương Tây sử dụng Ukraine để kiềm chế Nga, nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ông Lavrov cũng nhắc lại mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, đó là bảo vệ người dân Donbass, loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng việc Tổng thống Putin ký sắc lệnh tổng động viên đã phần nào cho thấy quyết tâm của Nga trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đồng thời, triển vọng đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ ngày càng khó khăn hơn khi các bên đều theo đuổi lập trường cứng rắn, không chịu nhượng bộ, thỏa hiệp lẫn nhau. Ngày 21 tháng 9, một chiếc trực thăng cứu hỏa đã bị rơi trong quá trình khống chế đám cháy rừng ở thị trấn cảng Makbarit của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Chính quyền tỉnh Mula của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đám cháy bùng lên ở khu rừng trong khu vực. 15 trực thăng và 8 máy bay khác đã được điều động tham gia khống chế đám cháy rừng, cùng với hàng trăm nhân viên cứu hộ và hàng chục xe cứu hỏa. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo xác nhận chiếc trực thăng xấu số đã bị rơi gần tỉnh Kadak, cách đám cháy khoảng 200 km. Trên máy bay có 2 nhân viên người Thổ Nhĩ Kỳ và 5 kỹ sư và nhân viên kỹ thuật người Nga. Trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 9, theo giờ địa phương, các chỉ số chứng khoán chủ lực tại Mỹ đã lao dốc, trong khi tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố thêm một đợt tăng lãi suất mạnh nhằm hạ nhiệt lạm phát, hiện ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ. Cụ thể, chỉ số chứng khoán Dow Jones và S&P 500 đều giảm 1,7%, còn chỉ số Nasdaq của đã giảm 1,8%, trong khi chỉ số đo giá trị đồng đô la Mỹ so với những đồng tiền chính trên thị trường tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 2 thập kỷ là 111,65. Điều này khiến tỷ giá đồng đô la Australia, đồng đô la Canada và bảng Anh tụt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu Brent Biển Bắc đã giảm 0,9% xuống 89,83 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 1,2% xuống 82,94 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, Fed đã thông báo tăng lãi suất ở mức 0,75 điểm phần trăm nhằm khống chế lạm phát đang ở mức cao, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng trong 2 cuộc họp còn lại trong năm nay. Chính phủ Đức và tập đoàn năng lượng Uniper của nước này cùng công ty mẹ ở Phần Lan Fortum đã đạt được thỏa thuận quốc hữu hóa trong bối cảnh Uniper đứng trước nguy cơ phá sản sau khi Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt sang châu Âu liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Với thỏa thuận vừa đạt được, chính phủ Đức sẽ trở thành cổ đông lớn nhất tại Uniper, và nắm giữ tới 98,5% cổ phần. Uniper là công ty năng lượng đầu tiên ở Đức gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động của việc chi phí năng lượng tăng vọt và họ đã xin nộp đơn cứu trợ để được chính phủ hỗ trợ vào đầu tháng 8. Là nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức, đóng vai trò trung gian giữa các nhà cung cấp Nga và người tiêu dùng Đức, Uniper đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi Nga giảm mạnh và sau đó là dừng hoàn toàn nguồn khí đốt xuất khẩu qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.